Thông báo về chương trình lễ hội La Vang. Kính thưa quý vị, cuối tuần này, Giáo xứ Đức Mẹ La Vang sẽ tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập giáo xứ với chủ đề lễ hội La Vang 30 năm hồng ân với chương trình như sau. Thứ bảy ngày 2 tháng Giêng 2016, 5 giờ chiều, thánh lễ tạ ơn do Đức Cha Sơn Lê Nguyễn Mạnh Hiếu chủ tế. 6 giờ 30 chiều, rước đuốc truyền thống từ cuối nhà thờ về hội trường. 7 giờ, khai mạc đêm hội La Vang với sự cộng tác của các ban ngành đoàn thể, gia tộc và ca đoàn tổng hợp 150 ca viên, nhóm dân ca, hộp ca, dân ca ba miền, quan họ La Vang. Chủ nhật ngày 3 tháng Giêng 2016, 5 giờ chiều, dạ tiệc lễ hội La Vang 30 năm hồng ân với nhiều ca sĩ tên tuổi như Y Phương, Hoàng Nghiệp, Nguyễn Hoàng Nam, Phương Hoàng, Quang Lộc, Vương Phụng Sơn và các ca sĩ địa phương. Chương trình cả hai ngày được điều hợp bởi nhà văn Ngọc Ngạn và sứ vụ viên Quang Vũ.